Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội quyển trung. Bấy giờ Đức Phật bảo trưởng lão A Nan: "Hôm nay ông hãy gọi các tỳ kheo tập hợp lại." Lúc đó Tôn giả A Nan nhận lời dạy của Đức Phật xong, liền đi khắp nơi nói với các vị tỳ kheo: "Các vị nên biết, Đức Thế Tôn đạo sư hôm nay gọi các vị. Các vị nên đến chỗ đạo sư Thế Tôn." Các tỳ kheo nghe lời nói đó rồi, tất cả đều kéo đến, thấy Đức Phật ngồi ở trên tòa sư tử, tuần nhàn sáng suốt, đỉnh đạt uy đức tối tôn. Họ đều chắp tay cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Lễ xong, diệu quan về bên phải, vào trong tòa hoa sen mà ngồi. Bấy giờ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tất cả đầy khắp những hoa sen vi diệu. Hoa ấy nở ra nhiều như tòa ngồi báu. Lại có cây chiên đàn cõi trời, cây mẹ đà la, cây thiên chúng hương của thế giới này. Những rừng cây đó tất cả đều cao 7 đa la. Cành lá của cây đó đều là hoa sen. Trong các hoa sen đều đầy những Bồ Tát ngồi kiết già và 500 La Hán thanh văn này cũng đều ngồi kiết già trên tòa hoa sen. Cho đến cung điện vườn rừng của tất cả trời trồng cõi hữu đảnh đều có hoa sen và từng người cũng đều ngồi trên hoa sen. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này với đủ chủng loại hương trời chiên đàn như vậy hòa hợp xông tỏa sực nức đầy ắp khiến cũng khiến cho người nghe ưa thích, an lạc hớn hở. Giá thơm chạm vào thân mát mẻ điều hòa, có thể khiến cho chúng sinh đều hoan hỷ. Bây giờ Đức Như Lai ở trên tòa sư tử nhập vào trong tam muội ảnh hiện. Do nhân duyên thần lực của tam muội này đang ở phương Đông. Tất cả chúng sinh của các cõi Phật đều khởi ý niệm này. Đấng Như Lai Thế Tôn hôm nay đối với riêng một mình ta, thương xót ta, biết được lòng ta, hiểu lời nói của ta. Do Thế Tôn biết lòng ta, thương xót ta, nên hợp với lòng ta, vì ta nói pháp chứ chẳng phải, chẳng vì người khác. Như vậy, tất cả chúng sinh ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng và phương trên, phương dưới, cho đến các trời rồng, tầng, cõi hữu đảnh, đều nghĩ như vậy. Đức Phật đối riêng một mình ta, chẳng đối với người khác, nói pháp biết lòng cũng là như vậy. Bây giờ, đồng tử Văn Thù Sư Lợi ở trên hoa sen, cung kính đứng dậy, trật áo vai phải hướng về Đức Như Lai, nhất tâm đảnh lễ quỳ dài chắp tay mà bạch Phật: "Thưa Đấng Đại Thánh Thế Tôn, tất cả chúng sinh ngu si của thế gian chẳng tin lời nói thâm diệu như vậy. Như Lai Thế Tôn ứng cúng chánh biến tri giác ngộ Bồ Đề, được Như Lai trí, từ tài trí, bất khả lượng trí, vô đẳng đẳng trí, bất khả số trí, á thắng kỳ trí, đại trí, Phật trí, nhất thiết chủng trí." Đức Phật bảo: "Đúng vậy, đúng vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, tất cả thế gian chẳng thể nghĩ bàn về Như Lai ứng cúng chánh biến tri giác ngộ Bồ Đề như vậy, và Như Lai trí cho đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy, chẳng thể nghĩ bàn. Hãy lắng nghe, lắng nghe. Này Văn Thù Sư Lợi, ví như ở thế gian có một người dùng hết đất đai của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhiều như các sông Hằng làm vụn nát thành bụi. Những bụi như vậy hợp lại làm một đống. Rồi dùng miệng thổi một cái đều khiến cho bụi của cõi nào trở về lại cõi ấy như trước chẳng khác, không có phơi đầy. Ý ông thế nào, này Văn Thù Sư Lợi, điều đó có thể tin chăng?" Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, việc đó khó tin, chúng sinh ở thế gian thật không có người tin." Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: đúng vậy, nay ta nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến tri giác ngộ Bồ Đề rồi. Đây là Như Lai trí cho đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy, thì tất cả chúng sinh của thế gian khó tin. Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi, ví như ở thế gian có một người dùng thủy tay sở hữu trong những thế giới của Tam Thiên Đại Thiên nhiều như các sông Hằng, mà sông ấy trào dâng cho đến cõi nhị thiên, rồi người ấy rút lấy hết chúng cho vào bên trong lỗ của một ngó sen nhỏ. Nước đã vào bên trong rồi mà ngó sen đó chẳng to chẳng vỡ. Ý ông thế nào, này Văn Thù Sư Lợi, điều đó có thể tin chăng?" Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, việc đó khó tin, chúng sinh trong thế gian thật không có người tin." Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: đúng vậy, nay ta nói rằng Như Lai ứng cúng chánh biến tri đã giác ngộ Bồ Đề rồi. Đây là Như Lai trí cho đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy, thì tất cả chúng sinh của thế gian khó tin. Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi, ví như ở thế gian có một người dùng kiếp hỏa sở hữu trong các thế giới của Tam Thiên Đại Thiên nhiều như các sông Hằng, mà lửa cháy ấy mạnh mẽ cho đến cõi Phạm Thiên, tất cả lửa đó cùng khó cháy ấy, người đó đều hút lấy vào bên trong bụng của mình.
Như vậy xong rồi, người đó hoặc lại ăn một quả táo nhỏ. Hoặc một hạt mì và một hạt gạo mà sống lâu ở đời trải qua hàng sa kiếp. Thân chẳng bị cháy là cũng chẳng chết. Ý ông thế nào? Này Văn Thù Sư Lợi, điều đó có thể tin chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, việc đó khó tin. Chúng sinh của thế gian thật không có người tin. Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. đúng vậy, để ta nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến tri đã giác ngộ Bồ Đề rồi. Đấy là Như Lai trí cho đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Thì tất cả chúng sinh của thế gian khó tin. Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi, ví như thế gian có người dùng tất cả gió bão của bốn phương, bốn hướng và cả phương trên dưới trong những thế giới của Tam Thiên Đại Thiên đều như các sông Hằng mà thổi mạnh cho tất cả phong luân đều hòa hợp lại hết. Rồi người ấy dùng tay chận bắt lấy, đặt vào trong một hạt cải nhỏ mà hạt cải ấy chẳng lớn, chẳng rộng rãi, chẳng chật hẹp, chẳng hủy hoại. Ý ông thế nào? Này Văn Thù Sư Lợi, điều đó có thể tin chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, việc đó khó tin. Chúng sinh của thế gian thật không có người tin. Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đúng vậy, nay ta nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến tri giác ngộ Bồ Đề rồi. Đây là Như Lai trí cho đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Thì tất cả chúng sinh của thế gian khó tin. Lại nói này Văn Thù Sư Lợi, ví như thế gian có một người dùng tất cả hư không trong những thế giới của Tam Thiên Đại Thiên nhiều như các sông Hằng. Người ấy muốn ngồi kiết già cho đầy khoảng hư không này, hoặc trụ một kiếp hoặc trụ nửa kiếp, ý ông thế nào? Này Văn Thù Sư Lợi, điều đó có thể tin chăng? Bồ Tát Văn Thù bạch Phật, bạch Thế Tôn, việc đó có tin. Chúng sinh ở thế gian thật không có người tin. Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đúng vậy, nay ta nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến tri giác ngộ Bồ Đề rồi, đấy là Như Lai trí cho đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Thì tất cả chúng sinh ở thế gian khó tin. Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi, với như thế gian có một người dùng tâm của tất cả các chúng sinh trong các thế giới của Tam Thiên Đại Thiên nhiều như các sông Hằng. Người đó như vậy dùng khoảng thời gian một niệm mà tập hợp tâm của vô lượng chúng sinh này lại, đem đặt vào một chỗ khiến cho chúng trở thành một tâm. Ý ông thế nào? Này Văn Thù Sư Lợi, điều đó có thể tin chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, việc đó khó tin. Chúng sinh trong thế gian thật không có người tin. Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đúng vậy, nay ta nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến tri giác ngộ Bồ Đề rồi. Đây là Như Lai trí cho đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Thì tất cả chúng sinh của thế gian khó tin. Bây giờ đồng tử Trí Luân Đại Hải Biện Tạ ở trên tòa ngồi bằng hoa, trắc áo vai phải, quỳ gối chắp tay lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Như Lai ứng cúng chánh biến tri giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Như Lai trí, tự tại trí, bất khả tư nghị trí, bất khả lượng trí, vô đẳng đẳng trí, bất khả số trí, A Tăng Kỳ trí, đại trí, Phật trí, nhất thiết chủng trí. Ý nghĩa những trí ấy ra sao? Đức Phật bảo đồng tử Trí Luân Đại Hải Biện Tài. Này Thì Nam, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Này Thiện Nam, tất cả chúng sinh bình đẳng nên tất cả pháp cũng bình đẳng. Đây là Như Lai trí. Tất cả pháp bình đẳng nên tất cả chúng sinh cũng bình đẳng. Đây là Như Như chẳng khác. Như Như thật, Như Như. Này đồng tử Trí Luân, ông nên biết đây gọi là Như Lai trí. Nhân duyên trí đó nên xứ trí, phi xứ trí, xứ phi xứ trí của Như Lai, Như Lai biết như thật. Lại nữa này đồng tử Trí Luân Đại Hải Biện Tài. Như Lai biết tất cả chúng sinh tự tại sinh ra nên tất cả pháp cũng tự tại sinh ra. Tất cả pháp nhân duyên tự tại sinh ra nên tất cả chúng sinh cũng nhân duyên tự sinh ra. Đây là Như Lai trí. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh chẳng tự mình tạo tác, chẳng phải người khác tạo tác, chẳng phải quá khứ, hiện tại và vị lai, tìm cầu chẳng được. Vì sao? Vì không có người tạo, không có người tạo nên đời quá khứ của tất cả chúng sinh rỗng không,
đời hiện tại rỗng không, đời vị lai cũng rỗng không. Như vậy chúng sinh không có người tạo ra nên tất cả pháp cũng như vậy, không có người tạo ra ở quá khứ, vị lai và hiện tại. Vì sao? Vì đều không có người tạo ra. Nếu có người nói rằng có người tạo ra thì ông nên biết người đó hư dối, nói sằng bậy. Này đồng tử trí luân, ông nên biết đây gọi là Như Lai tự tại trí. Nhân duyên trí đó nên đường đi đến của tất cả hạnh nghiệp, Như Lai biết như thật. Lại nữa, này đồng tử trí luân đại hải biện tài, Như Lai biết trí của tất cả chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn. Như trí của tất cả chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, thì như vậy trí của tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn. Như trí của tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn, thì như vậy sự biết của tất cả chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn. Sự biết của tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì chẳng phải ý thức đó của tất cả chúng sinh có thể thấy, có thể biết. Ví như hư không, không có khác biệt, chẳng thể hay biết. Thể tánh chân thật của tất cả chúng sinh chẳng thể nghĩ lường. Như vậy nhân duyên thật nghĩa của tất cả chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, nên tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn. Như tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn, thì như vậy tất cả chúng sinh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Này đồng tử trí luân, ông nên biết đây là trí bất khả tư nghị của Như Lai. Nhân duyên trí đó nên tất cả quả báo nhân duyên cấu uế thanh tịnh của quá khứ, hiện tại và cả vị lai, Như Lai biết như thật. Lại nữa, này đồng tử trí luân đại hải biện tài, Như Lai biết tất cả chúng sinh chẳng thể lường nên trí của tất cả pháp cũng chẳng thể lường, tất cả pháp chẳng thể lường nên trí của tất cả chúng sinh cũng chẳng thể lường. Vì sao? Vì chẳng phải tâm ý thức của tất cả chúng sinh chẳng thể thấy, chẳng thể biết. Như hư không chẳng thể xưng kể, như thật nghĩa của tất cả chúng sinh chẳng thể lường. Như vậy tất cả chúng sinh chẳng thể lường nên tất cả pháp cũng chẳng thể lường, tất cả pháp chẳng thể lường nên tất cả chúng sinh cũng chẳng thể lường. Này đồng tử trí luân, ông nên biết đây gọi là trí bất khả tư nghị của Như Lai. Nhân duyên trí đó nên tinh tấn căn của tất cả chúng sinh sai biệt, Như Lai biết như thật. Lại nữa, này đồng tử trí luân đại hải biện tài, Như Lai biết tất cả chúng sinh bình đẳng nên trí của tất cả pháp bình đẳng, tất cả pháp bình đẳng nên trí của tất cả chúng sinh cũng bình đẳng. Vì sao? Vì nếu thể tánh của Niết Bàn cùng với tất cả chúng sinh có khác, tức là ví dụ chẳng tương ưng, ông nên biết Niết Bàn chúng sinh là một, chẳng hai vậy. Như thể tánh của tất cả chúng sinh chẳng khác Niết Bàn, thì chẳng phải chẳng khác như như, tất cả chúng sinh bình đẳng nên tất cả pháp cũng bình đẳng, tất cả pháp bình đẳng thì trí của tất cả chúng sinh cũng phi bình đẳng. Này đồng tử trí luân, ông nên biết đây gọi là trí vô đẳng đẳng của Như Lai. Nhân nơi vô đẳng đẳng trí đó nên vô lượng các loại cảnh giới của tất cả chúng sinh Như Lai biết như thật. Lại nữa, này đồng tử trí luân đại hải biện tài, Như Lai biết nhân duyên nhiều chẳng thể tính của tất cả chúng sinh nên cũng biết trí chẳng thể tính của tất cả pháp. Biết nhân duyên chẳng thể tính của tất cả pháp nên cũng biết trí chẳng thể tính của tất cả chúng sinh như thể tính của pháp giới chẳng thể tính, thì như vậy này đồng tử trí luân đại hải biện tài, tất cả chúng sinh lìa khỏi phận mình nên chẳng thể tính. Như vậy tất cả pháp cũng chẳng thể tính, tất cả chúng sinh cũng chẳng thể tính, tất cả pháp chẳng thể tính, cho đến tất cả chúng sinh chẳng thể tính. Này đồng tử trí luân, ông nên biết đây gọi là Như Lai bất khả số trí. Nhân duyên bất khả số trí đó nên tâm ưa đủ loại của tất cả chúng sinh, Như Lai biết như thật. Lại nữa, này đồng tử trí luân đại hải biện tài, Như Lai biết A Tăng Kỳ nhân duyên của tất cả chúng sinh, biết A Tăng Kỳ trí của tất cả các pháp. Như tất cả pháp có A Tăng Kỳ nhân duyên thì tất cả chúng sinh có A Tăng Kỳ trí. Ta còn biết tất cả chúng sinh có A Tăng Kỳ nhân duyên nên tất cả pháp có A Tăng Kỳ trí. Này đồng tử trí luân, ông nên biết đây gọi là trí A Tăng Kỳ của Như Lai. Nhân duyên A Tăng Kỳ trí đó nên tất cả thiền định giải thoát và tam a bạc đề của Như Lai, phiền não hay tịch diệt, khởi động hay đoạn trừ, Như Lai đều biết như thật. Lai nói, này đồng tử trí luân đại hải biện tài, Như Lai biết tất cả chúng sinh đại nên cũng biết đại trí tất cả pháp, biết đại trí tất cả pháp nên cũng biết đại trí tất cả chúng sinh.
lìa khỏi chướng ngại thì đây gọi là danh tự của tất cả chúng sinh. Lại nữa, lìa khỏi chướng ngại thì gọi là lìa khỏi tối. Lìa khỏi tối thì đây gọi là thể tánh chiếu diệu quang minh. Ánh sáng chiếu diệu thì ở các cảnh giới không có trần cấu, không có trần cấu nên gọi là lìa khỏi chướng ngại. Đại giới chúng sinh một mà không khác thì đây gọi là đại giới của thể tánh chúng sinh. Nhân duyên đại giới của tất cả chúng sinh thì tất cả pháp cũng lìa khỏi trần cấu chẳng khác, nên đại tất cả pháp đại, nên tất cả chúng sinh đại, thì nên biết hễ lìa khỏi trần cấu thì tất cả pháp lìa khỏi tối tâm. Nếu có người nói rằng tất cả hữu sinh ra tối tâm thì không có điều đó. Này đồng tử trí luân, đây gọi là như lai ly ám đại trí, cũng nhân duyên đại trí nên thiên nhãn của Như Lai thấy được sinh tử của tất cả chúng sinh, sinh trong trời người hiện tại và vị lai, sinh trong địa ngục súc sinh ngạ quỷ và sự tái sinh của chúng sinh vì nhân duyên nghiệp khác, Như Lai đều biết như thật. Lại nữa, này đồng tử trí luân đại hải biện tài, Như Lai biết nhân duyên của tất cả chúng sinh đời quá khứ hiện tại và vị lai, cũng biết trí Như Lai của tất cả pháp đời quá khứ hiện tại và vị lai, cũng biết nhân duyên của tất cả pháp quá khứ hiện tại và vị lai, cũng biết trí Như Lai của tất cả chúng sinh quá khứ hiện tại và vị lai. Này trí luân, như pháp giới ba đời quá khứ hiện tại và vị lai không thể thấy thì bây giờ chúng sinh giới ba đời quá khứ hiện tại và vị lai cũng chẳng thể thấy. Như chúng sinh giới quá khứ hiện tại và vị lai không thể thấy thì bây giờ tất cả pháp giới quá khứ hiện tại và vị lai cũng chẳng thể thấy. Người này chẳng thể thấy pháp tánh, pháp thể, tất cả Phật thân và phi Phật thân, chúng sinh thân là một loại không khác. Lại đồng tử trí luân, ông nên biết đây gọi là Như Lai Phật trí. Nhân duyên trí đó nên tất cả sinh tử của ba đời Như Lai đều biết như thật. Lại nữa, đây đồng tử trí luân đại hải biện tài, Như Lai biết nhất thiết trí của tất cả chúng sinh nên Như Lai biết nhất thiết chủng trí của tất cả pháp. Như Lai biết nhất thiết trí của tất cả pháp nên Như Lai biết nhất thiết chủng trí của tất cả chúng sinh. Nhất thiết trí của tất cả chúng sinh là Như Lai trí. Nhân duyên Như Lai trí nên nhất thiết trí của tất cả chúng sinh là Như Lai trí. Này đồng tử trí luân, như nhất thiết trí của tất cả chúng sinh là Như Lai trí thì như vậy Như Lai trí là nhất thiết trí của tất cả chúng sinh. Như vậy nhân duyên nhất thiết trí của tất cả pháp, nhân duyên nhất thiết trí của Như Lai cho đến nhất thiết trí của tất cả pháp. Này trí luân, như vậy đấy là Phật quá khứ hiện tại và vị lai, là nhất thiết trí của Như Lai quá khứ, nhất thiết trí của Như Lai vị lai, nhất thiết trí của Như Lai hiện tại. Do nhất thiết trí đó nên Như Lai quá khứ sinh ra nghĩa trí, Như Lai vị lai sinh ra nghĩa trí, Như Lai hiện tại sinh ra nghĩa trí. Này trí luân, đó gọi là Như Lai nhất thiết chủng trí. Do nhân duyên nhất thiết chủng trí đó nên Như Lai lậu tận trí Như Lai thật. Trí đó là thế nào? Đời quá khứ không, đời vị lai không, đời hiện tại không, ba đời đều không, không sinh, không tận, không trụ, không khác, chẳng phải như, chẳng phải khác. Như như gọi là Như Lai trí. Tạo tác nhân duyên không gọi là tự tại trí, lìa tâm ý thức. Các cảnh giới nên gọi là bất khả tư nghị trí, hư không, không khác, nên gọi là bất khả lượng trí. Vô đẳng nhân duyên nên gọi là vô đẳng đẳng trí. Pháp giới vô số nên gọi là bất khả số trí. A tăng kỳ nhân duyên nên gọi là a tăng kỳ trí. Nhân duyên không chướng ngại nên gọi là đại trí. Nhân duyên Phật quá khứ, vị lai và hiện tại nên gọi là Phật trí. Nhân duyên trí của tất cả các hữu quá khứ hiện tại và vị lai, đó gọi là Như Lai nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí, nhất thiết trí xứ. Tên gọi vị và câu chú này là nhân duyên hòa hợp của tất cả văn tự lời nói. Nay ta từng chữ lược nói như vậy, tất cả xứ thuận với thắng trí vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai, ứng cúng chánh biến trì thì đấy gọi là Như Lai trí, tự tại trí, bất khả tư nghị trí, bất khả lượng trí, vô đẳng đẳng trí, bất khả số trí, a tăng kỳ trí, đại trí, Phật trí, nhất thiết chủng trí. Bây giờ đồng tự trí luân đại hải biện tài bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là nhân duyên lực chúng sinh sinh ra
nên luật Như Lai cũng sanh ra. Luật Như Lai sanh ra, nên luật chúng sinh cũng sanh ra. Đức Phật bảo, đúng vậy, này đồng tử Trí Luân. Luật Như Lai, luật chúng sinh, hai luật này chẳng một chẳng khác, nên gọi là nhất giới như. Nhân duyên luật chúng sinh mà luật Như Lai sinh ra, nhân duyên luật Như Lai mà luật chúng sinh sinh ra. Vậy nên Như Lai giác ngộ nhất thiết trí. Lúc đó đồng tử Trí Luân đại hải biện tài bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là nhất thiết chủng trí của Như Lai? Ứng cúng chế biến tri sinh ra. Đức Phật nói 12 nhân duyên sinh ra. Này đồng tử Trí Luân, nên nhất thiết chủng trí của Như Lai ứng cúng chế biến tri sinh ra. Này đồng tử Trí Luân, 12 nhân duyên đó là nhãn sắc, nhĩ, thanh, tỷ hương, thiệt vị, thân xúc, ý pháp. Do trí nhân duyên này nên nhất thiết chủng trí sinh ra. Bây giờ đồng tử Trí Luân đại hải biện tài bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là vô lượng Như Lai ứng cúng chế biến tri với nhất thiết trí nhãn, nhất thiết trí sắc, nhất thiết trí nhĩ, nhất thiết trí thanh, nhất thiết trí tỷ, nhất thiết trí hương, nhất thiết trí thiệt, nhất thiết trí vị, nhất thiết trí thân, nhất thiết trí xúc, nhất thiết trí ý, nhất thiết trí pháp? Đức Phật đáp lời đồng tử Trí Luân đại hải biện tài: vô lượng tất cả chúng sinh với tất cả chúng sinh nhãn, tất cả chúng sinh sắc, tất cả chúng sinh nhĩ, tất cả chúng sinh thanh, tất cả chúng sinh tỷ, tất cả chúng sinh hương, tất cả chúng sinh thiệt, tất cả chúng sinh vị, tất cả chúng sinh thân, tất cả chúng sinh xúc, tất cả chúng sinh ý, tất cả chúng sinh pháp. Như vậy này đồng tử Trí Luân, Như Lai ứng cúng chế biến trì với nhất thiết trí nhãn, nhất thiết trí sắc, nhất thiết trí nhĩ, nhất thiết trí thanh, nhất thiết trí tỷ, nhất thiết trí hương, nhất thiết trí thiệt, nhất thiết trí vị, nhất thiết trí thân, nhất thiết trí xúc, nhất thiết trí ý, nhất thiết trí pháp. Vô lượng Như Lai với nhất thiết trí nhãn, nhất thiết trí sắc, nhất thiết trí nhĩ, nhất thiết trí thanh, nhất thiết trí tỷ, nhất thiết trí hương, nhất thiết trí thiệt, nhất thiết trí vị, nhất thiết trí thân, nhất thiết trí xúc, nhất thiết trí ý, nhất thiết trí pháp. Như vậy tất cả chúng sinh cũng có nhất thiết trí nhãn, nhất thiết trí sắc, nhất thiết trí nhĩ, nhất thiết trí thanh, nhất thiết trí tỷ, nhất thiết trí hương, nhất thiết trí thiệt, nhất thiết trí vị, nhất thiết trí thân, nhất thiết trí xúc, nhất thiết trí ý, nhất thiết trí pháp. Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân, ý ông thế nào, phải có một sắc nào chẳng được mắt chúng sinh nhìn thấy chăng? Bồ Tát Trí Luân đáp, bạch Thế Tôn, không có một sắc nào mà chẳng được mắt chúng sinh nhìn thấy, chỉ khiến cho sắc đó đều được nhìn thấy hết. Đức Phật bảo, này Trí Luân, mà trong thế gian có sắc như vậy cũng được mắt chúng sinh chẳng thấy chăng? Bồ Tát Trí Luân đáp, bạch Thế Tôn, không như sắc này, chúng sinh chẳng thấy. Đức Phật nói, này Trí Luân, không như sắc này, ở trong thế gian mà nhất thiết nhãn, trí nhãn, chẳng thấy. Này đồng tử Trí Luân, phương tiện này sẽ biết vô lượng tất cả chúng sinh nhãn, như vậy là nhất thiết trí nhãn. Biết vô lượng tất cả chúng sinh sắc, như vậy là nhất thiết trí sắc. Lại nữa này đồng tử Trí Luân đại hải biện tài, ở trong thế gian có một tiếng cũng được nhĩ thức của tất cả chúng sinh chẳng nghe chăng? Bồ Tát Trí Luân đáp, bạch Thế Tôn, không tiếng nào như vậy mà chẳng được tai của chúng sinh chẳng nghe. Đức Phật nói, này Trí Luân, không tiếng như vậy, ở trong thế gian mà nhất thiết trí nhĩ chẳng nghe. Này đồng tử Trí Luân, phương tiện này sẽ biết vô lượng tất cả chúng sinh nhĩ, như vậy là nhất thiết trí nhĩ. Biết vô lượng tất cả tiếng chúng sinh, như vậy là nhất thiết trí thanh. Lại nữa này đồng tử Trí Luân đại hải biện tài, ở trong thế gian có một loại hương mà trong mũi của tất cả chúng sinh chẳng ngửi được chăng? Bồ Tát Trí Luân đáp, bạch Thế Tôn, không có hương như vậy, chẳng được mũi chúng sinh chẳng ngửi thấy. Đức Phật bảo, này Trí Luân, không có hương như vậy ở trong thế gian mà nhất thiết trí tỷ không xông tỏa. Này đồng tử Trí Luân, phương tiện này sẽ biết vô lượng tất cả mũi của chúng sinh, như vậy là nhất thiết trí tỷ. Biết vô lượng tất cả hương chúng sinh, như vậy là nhất thiết trí hương. Lại nữa, này đồng tử Trí Luân đại hải biện tài, ở trong thế gian có một vị mà trong lưỡi của tất cả chúng sinh chẳng nếm được chăng? Bồ Tát Trí Luân đáp, bạch Thế Tôn, không có vị như thế, chẳng được lưỡi của chúng sinh chẳng nếm. Đức Phật bảo, này Trí Luân,
Không có vị như thế ở trong thế gian mà nhất thiết trí thì chẳng đếm. Này đồng tử trí luân, phương tiện này sẽ biết vô lượng tất cả lưỡi chúng sinh, như vậy là nhất thiết trí thiện. Biết vô lượng tất cả vị của chúng sinh, như vậy là nhất thiết trí vị. Lại nữa, này đồng tử trí luân đại hải biện tài, ở trong thế gian có một thức xúc, mà ở trong thân của tất cả chúng sinh chẳng biết chăng? Bồ Tát trí luân đáp, bạch Thế Tôn, không có xúc như thế, xúc mà chẳng thân chúng sinh nào chẳng biết. Đức Phật bảo, này Trí Luân, không có xúc như thế ở trong thế gian mà nhất thiết trí luân, mà nhất thiết trí thân chẳng biết. Này đồng tử Trí Luân, phương tiện này sẽ biết vô lượng tất cả thân chúng sinh, như vậy là nhất thiết trí thân. Biết vô lượng tất cả xúc của chúng sinh, như vậy là nhất thiết trí xúc. Lại nữa, này đồng tử Trí Luân đại hải biện tài, ở trong thế gian có một pháp mà trong ý của tất cả chúng sinh chẳng biết được chăng? Bồ Tát Trí Luân đáp, bạch Thế Tôn, không có pháp như thế, pháp mà chẳng được ý chúng sinh chẳng biết. Đức Phật dạy, này Trí Luân, không có pháp như vậy ở trong thế gian mà nhất thiết trí chẳng biết. Này đồng tử Trí Luân, phương tiện này sẽ biết vô lượng tất cả tâm chúng sinh, như vậy là nhất thiết trí tâm. Biết vô lượng tất cả pháp của chúng sinh, như vậy là nhất thiết trí pháp. Như vậy tất cả tâm chúng sinh là nhất thiết trí tâm, tất cả pháp chúng sinh là nhất thiết trí pháp. Hai loại này là một, không có khác. Lại nữa, này đồng tử Trí Luân đại hải biện tài, như tất cả chúng sinh nhãn, tất cả chúng sinh sắc, cho đến tất cả chúng sinh ý, tất cả chúng sinh pháp, nhất thiết trí nhãn, nhất thiết trí sắc, cho đến nhất thiết trí ý, nhất thiết trí pháp. Như vậy cứ hai bên là một pháp giới. Này Trí Luân, như vậy vô lượng tất cả chúng sinh nhãn thì nhất thiết trí nhãn như vậy, cho đến vô lượng tất cả chúng sinh ý pháp thì nhất thiết trí ý pháp như vậy. Như vậy Như Lai ứng cúng chánh biến tri với nhãn trí, nhãn phiền não trí, nhãn tịch diệt trí, nhãn phiền não tịch diệt trí, sắc trí, sắc phiền não trí, sắc tịch diệt trí, sắc phiền não tịch diệt trí, nhĩ trí, nhĩ phiền não trí, nhĩ tịch diệt trí, nhĩ phiền não tịch diệt trí, thanh trí, thanh phiền não trí, thanh tịch diệt trí, thanh phiền não tịch diệt trí, tỷ trí, tỷ phiền não trí, tỷ tịch diệt trí, tỷ phiền não tịch diệt trí, hương trí, hương phiền não trí, hương tịch diệt trí, hương phiền não tịch diệt trí, thiệt trí, thiệt phiền não trí, thiệt tịch diệt trí, thiệt phiền não tịch diệt trí, vị trí, vị phiền não trí, vị tịch diệt trí, vị phiền não tịch diệt trí, thân trí, thân phiền não trí, thân tịch diệt trí, thân phiền não tịch diệt trí, xúc trí, xúc phiền não trí, xúc tịch diệt trí, xúc phiền não tịch diệt trí, ý trí, ý phiền não trí, ý tịch diệt trí, ý phiền não tịch diệt trí, pháp phiền não trí, pháp tịch diệt trí, pháp phiền não tịch diệt trí là một, không có khác. Do không khác nên tất cả chúng sinh nhãn, nhất thiết trí nhãn, cho đến tất cả chúng sinh pháp, nhất thiết trí pháp là một pháp giới. Này đồng tử Trí Luân, ví như người trí tuệ ở thế gian, tự biết khổ, tự biết vui, tự biết chẳng khổ, tự biết chẳng vui. Vì sao? Vì tự thân của họ thọ nhận. Này đồng tử Trí Luân, như vậy Như Lai ứng cúng chánh biến tri với tất cả chúng sinh nhãn trí, sắc trí, nhị trí, thanh trí, tỷ trí, hương trí, thiệt trí, vị trí, thân trí, xúc trí, ý trí, pháp trí, phiền não trí, tịch diệt trí thì cũng phiền não tịch diệt trí, tận trí. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí có được trí 12 nhập của tất cả chúng sinh. Danh Như Lai này là danh nhập của tất cả chúng sinh. Như Lai sắc này là tùy theo hạnh trí tuệ của thân nghiệp ba đời của Như Lai. Tất cả khẩu nghiệp, tất cả ý nghiệp của Như Lai cũng tùy theo hạnh trí tuệ ba đời. Tất cả thọ của Như Lai, nhất thiết chủng trí hiện tiền đều biết. Như Lai nhất thiết trí chánh tri, nhất thiết chủng trí chánh tri. Như Lai dùng nhất thiết chủng trí để biết hạnh hữu vi. Như Lai nhất thiết chủng trí biết rồi thì trong đó những có cũng có bốn ấm của tất cả chúng sinh lìa khỏi sắc. Danh Như Lai này thì danh cũng là sắc ấm của tất cả chúng sinh. Danh Như Lai sắc này là dùng danh sắc như vậy nên Như Lai ứng cúng chánh biến tri gọi là nhất thiết trí, nhất thiết kiến, nhất thiết xúc, nhất thiết giác.
Kinh Luật Trang Nghiêm Tam Muội quyển hạ. Bây giờ Đức Phật mở đồng tự Trí Luân Đại Hải Biện Tài: Này Thị Nam, ông thấy thân của tất cả Như Lai chăng? Đồng tự Trí Luân liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy. Đức Phật hỏi: Ông nói thấy là thấy những gì? Bồ Tát Trí Luân bạch: Bạch Thế Tôn, con thấy tất cả các Đức Phật Như Lai trong cái thế giới nhiều như các sông Hằng. Ở mỗi cõi nước đó, con cũng thấy các Đức Phật Như Lai nhiều như các sông Hằng, tất cả đều ở trong nước của mình. Mỗi vị đều nói pháp. Đức Phật hỏi như vậy lần thứ hai và lần thứ ba. Bồ Tát Trí Luân cũng đáp như vậy. Đức Phật lại hỏi: Này Thị Nam, ông thấy bàn tay phải của Như Lai chăng? Bồ Tát Trí Luân đáp: Thưa thấy. Đức Phật hỏi: Này Trí Luân, ông nói thấy là thấy những gì? Bồ Tát Trí Luân đáp: Bạch Thế Tôn, con thấy ngón tay, bàn tay phải của tất cả các Đức Phật Như Lai và từng vị ở cõi của mình nói các pháp cũng là như vậy. Này đồng tử Trí Luân, phương tiện như vậy ông nên biết là tâm ý và pháp của tất cả chúng sinh. Danh Như Lai này là nhãn sắc, nhị thanh, tỷ hương, thiệt vị, thân xúc của tất cả chúng sinh. Sắc Như Lai này, danh Như Lai này, sắc danh này là Như Lai nhất thiết trí, cũng gọi là nhất thiết kiến. Bây giờ đồng tử Trí Luân Đại Hải Biện Tài bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai giảng nói về chẳng thể nghĩ bàn, về Như Lai vi diệu tối đại, chẳng thể nghĩ bàn về cảnh giới Như Lai. Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy. Này đồng tử Trí Luân, chẳng thể nghĩ bàn về Như Lai vi diệu tối đại, chẳng thể nghĩ bàn về cảnh giới Như Lai. Này đồng tử Trí Luân, ta ở dưới cây A Thuyết Tha, ngồi ngay thẳng tư duy, giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác xong, được nhất thiết chủng trí. Này đồng tử Trí Luân, ta phát tâm đó chẳng thể nghĩ bàn, vi diệu tối đại chẳng thể nghĩ bàn, đó chính là cảnh giới của các Đức Phật Như Lai. Ta vào lúc đó, khởi ý niệm chẳng thể nghĩ bàn này xong, từ dưới cây A Thuyết Tha mà đứng dậy, chẳng gần, chẳng xa đối với cây này, nhất tâm quan sát kỹ càng, nhìn chánh chắn, chẳng chớp mắt thì được ngon món ăn hoan hỷ, liệt khỏi đồ ăn thức uống khác. Như vậy trải qua 7 ngày 7 đêm thấy cây Bồ Đề A Thiết Tha, ta ngồi dưới cây này rồi mà tất cả thế gian không thể tin Phật được Như Lai trí, được tự tại trí, được bất khả tư nghị trí, được bất khả lượng trí, được vô đẳng đẳng trí, được bất khả số trí, được A Tăng Kỳ trí, được đại trí, được Phật trí, được nhất thiết chủng trí. Lại nữa này Trí Luân, đối diện với cái Bồ Đề A Tuyết Tha, chỗ đó đã có pháp tên là Bất Thuấn Nhãn Thị, chính là cái tâm chẳng thể nghĩ bàn của ta. Thấy ta dưới cái Bồ Đề A Tuyết Tha đứng dậy, mắt chẳng thấy cho đến 7 ngày, được món ăn hoan hỷ, lìa khỏi tưởng về món ăn khác. Đại chi đề đó thường được sự cúng dường của trời người. Lại đồng tự Trí Luân, như phương tiện này, ông nên biết tức chẳng thể nghĩ bàn về cảnh giới thầm thâm của các Đức Phật Như Lai. Lại nữa này đồng tự Trí Luân, ông này chớ khởi suy nghĩ như vậy. Riêng một mình Như Lai giác ngộ Bồ Đề rồi, đối diện với cây A Thiết Tha, dùng mắt chẳng thấy, lặp lại dùng mắt chẳng nháy, xem cái đó được món ăn hoan hỷ, lìa khỏi đồ ăn thức uống khác, trụ 7 ngày đêm. Này đồng tử Trí Luân, cẩn thận chớ khởi lên tâm như vậy. Vì sao? Vì đời quá khứ, tất cả mười phương chư Phật Như Lai ứng cúng trên biến tri, mà nay đã vào với tịch diệt Niết Bàn. Các vị Như Lai đó cũng đều ngồi ở dưới cái Bồ Đề. Ngồi rồi các vị đều được vô lượng, vô thượng chánh đẳng chánh giác và nhất thiết chủng trí. Đều phát tâm đó chẳng thể nghĩ bàn, tối đại chẳng thể nghĩ bàn và cảnh giới Như Lai thầm thâm của chư Phật. Phật đó cũng đều khởi lên tâm chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Tôi cái Bồ Đề kia, các ngài từ dưới cây đứng dậy đi đến chỗ khác, dùng mắt chẳng chớp nhìn thẳng cái này, thì được món ăn hoan hỷ, liệt khỏi món ăn khác. Rồi 7 ngày, 7 đêm cũng lại như vậy. Này đồng tử Trí Luân, nếu đời vị lai tất cả các Đức Phật Như Lai mười phương cũng ngồi dưới cây Bồ Đề được vô thượng chánh đẳng chánh giác và được nhất thiết chủng trí chẳng thể nghĩ bàn, cho đến tối đại chẳng thể nghĩ bàn cảnh giới Như Lai, Đức Phật Như Lai đó cũng phát tâm chẳng thể nghĩ bàn, nghĩ đến cây Bồ Đề, xem cây bằng mắt, nhìn chẳng chớp, được món ăn hoan hỷ, liệt khỏi tưởng món ăn khác, trụ 7 ngày đêm cũng lại như vậy.
Này đồng tử Trí Luân, nếu hiện nay các Đức Phật đang trụ thế ở tất cả mười phương, cho đến đang nói pháp thì các Đức Phật Như Lai đó cũng ngồi dưới cái Bồ đề được vô thượng chánh đẳng chánh giác và nhất thiết chủng trí rồi. Cũng nghĩ như vậy cho đến tối đại chẳng thể nghĩ bàn cảnh giới Như Lai. Các Đức Phật Như Lai đó được tâm chẳng thể nghĩ bàn rồi, từ dưới cái Bồ đề đứng dậy, dùng mắt chẳng chớp quan sát cái Bồ đề, được món ăn hoan hỷ, liệt khỏi thức ăn thức uống khác, trụ 7 ngày 7 đêm cũng là như vậy. Bây giờ đồng tử Trí Luân, đại hải biện tài là bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao Đức Như Lai và tất cả Phật Như Lai ứng cúng chỉ biên tri ở dưới cái Bồ đề được vô thượng chánh đẳng chánh giác và nhất thiết chủng trí rồi, khởi niệm như vậy chẳng thể nghĩ bàn, cũng quán như vậy đối trước cái Bồ đề mắt nhìn chẳng chớp, được món ăn hoan hỷ, lìa khỏi thức ăn thức uống khác, hoặc trụ 14 ngày ở chỗ đó. Đức Phật bảo đồng tử Trí Luân, này thiện nam, chẳng phải tất cả Như Lai ứng cúng chánh biên tri đối trước cái Bồ đề trụ 7 ngày 7 đêm mắt chẳng nháy. Này đồng tử Trí Luân, có các Đức Phật Như Lai được giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, cho đến vào tới vô lậu niết bàn, ở trong khoảng thời gian chẳng thể nghĩ bàn này đã niệm cảnh giới Phật chẳng thể nghĩ bàn. Này đồng tử Trí Luân, phương tiện này như vậy ông nên biết, các Đức Phật thường niệm cảnh giới của các Đức Phật chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới Như Lai tối đại chẳng thể nghĩ bàn. Đồng tử Trí Luân là bạch Phật, bạch Thế Tôn, cảnh giới của Như Lai ứng cúng chánh biến tri nhiều ít ra sao? Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân, cảnh giới chư Phật y như cảnh giới của tất cả chúng sinh. Đồng tử Trí Luân là bạch Phật, bạch Thế Tôn, cảnh giới của tất cả chúng sinh nhiều ít. Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân, như vậy cảnh giới của tất cả các Đức Phật, đây gọi là cảnh giới của tất cả chúng sinh. Lại nữa này Trí Luân, nay ông nên biết, cảnh giới của chư Phật và cảnh giới của tất cả chúng sinh, hai cảnh giới này là một pháp giới, không có sai khác. Đồng tử Trí Luân là bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là Phật, những gì là pháp? Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân, nay ông nên biết tất cả chúng sinh gọi là Phật pháp. Bồ Tát Trí Luân lại hỏi, ai là chúng sinh, tại sao đó gọi là Phật? Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân, ông nên biết có chúng sinh, nghĩa này chính là cảnh giới của Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân, ta nay hỏi ông cứ tùy ý mà đáp, tại sao gọi là tâm, vì nhân duyên gì Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đồng tử Trí Luân đáp, bạch Thế Tôn, tự thể tánh của tất cả chúng sinh là Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Bây giờ Đức Thế Tôn lại một lần nữa hỏi đồng tử Trí Luân, này Trí Luân, ý ông thế nào? Ông biết trí tuệ của Như Lai ra sao? Đồng tử Trí Luân liền đáp, biết cảnh giới của tất cả chúng sinh nên trí tuệ của Như Lai ứng cúng chánh biến tri đầy đủ. Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân, ông nên biết phương tiện như vậy thì vô lượng cảnh giới của chư Phật Như Lai cùng với cảnh giới của các chúng sinh là một. Nếu có cảnh giới của tất cả chúng sinh, tức là cảnh giới của chư Phật, như vậy tất cả cảnh giới của Như Lai và tất cả cảnh giới của chúng sinh là một cảnh giới không hai không khác. Bây giờ đồng tử Trí Luân đại hải biện tài bạch Phật, bạch Thế Tôn, như con hiểu được ý nghĩa lời nói của Đức Phật, biết được chư Phật chẳng các chúng sinh, tất cả chúng sinh cũng tức là Như Lai. Đức Phật khen đồng tử Trí Luân, hay thay hay thay. Này đồng tử Trí Luân, ông này biết rõ ý nghĩa lời nói của Như Lai. Ông lại cũng từng ở chỗ Phật Thế Tôn nhiều vô lượng như các sông Hằng, trong quá khứ gieo trồng mọi cội gốc công đức, nghe giảng pháp môn vi diệu của Phật, suốt ngày đêm tu Bát Nhã Ba La Mật, đời đời được nghĩa biện tài, được pháp biện tài, được từ biện tài, được nhào thuyết biện tài, vì các chúng sinh hỏi đáp không bị chướng ngại. Bây giờ đồng tử Trí Luân đại hải biện tài là bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao Như Lai và các đại Bồ Tát có thể làm như vậy mà được thông đạt hiểu biết về trí như, về Như Lai trí, từ tài trí, bất khả tư nghị trí, bất khả lượng trí, vô đẳng đẳng trí, bất khả số trí, a tăng kỳ trí, đại trí, Phật trí, nhất thiết chủng trí? Đức Phật liền bảo, này đồng tử Trí Luân, ta ở trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng loạn tâm thực hành. Này đồng tử Trí Luân, do chẳng loạn tâm thực hành Bát Nhã nên đại Bồ Tát có thể làm như vậy mà được Như Lai trí, tự tại trí, bất khả tư nghị trí, bất khả lượng trí, vô đẳng đẳng trí,
bất khả số trí, á thắng kỳ trí, phật trí, đại trí, nhất thiết chủng trí và hiểu biết như vậy. Đồng tự trí luôn đầy là bạch Phật, bạch Thế Tôn, sau Đức Như Lai và các vị đại Bồ Tát ở trong hạnh Bát Nhã Ba La Mật thực hành rồi cũng chẳng xa tưởng, ở trong hạnh bất tưởng cũng chẳng phải tưởng chứng. Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân, trong số này các đại Bồ Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật thì thực hành trong mắt, nhãn, hành trong sắc, hành trong tai, nhĩ, hành trong thanh, tiếng, hành trong tỷ, mũi, hành trong hương, hành trong lưỡi, thiệt, hành trong vị, mùi vị, hành trong thân, hành trong xúc, hành trong ý, hành trong pháp. Đồng tự trí luân hỏi, sao gọi là thực hành trong mắt, hành trong sắc, hành trong tai, hành trong thanh, hành trong mũi, hành trong hương, hành trong lưỡi, hành trong vị, hành trong thân, hành trong xúc, hành trong ý, hành trong pháp? Đức Phật nói, này Trí Luân, Bồ Tát thực hành trong mắt sắc thì ông nên biết mắt này bị sắc làm trở ngại, tai bị thanh làm trở ngại, mũi bị hương làm trở ngại, lưỡi bị vị làm trở ngại, thân bị xúc làm trở ngại, ý bị pháp làm trở ngại. Bồ Tát Trí Luân hỏi, sao gọi là mắt bị sắc làm trở ngại cho nên ý bị pháp làm trở ngại? Đức Phật nói, này Trí Luân, mắt duyên vào sắc nên tâm sinh hoan hỷ, hay sinh khổ não, hoặc sinh bỏ đi hay nhận lấy. Vì tâm chấp giữ nên khởi lên tâm, khởi lên tham sân si, nhân duyên hòa hợp tạo ra đủ những nghiệp của thân bị ý. Đã những nghiệp này rồi thì sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula trời người. Chúng sinh lấy sáu đường làm nơi nương tựa, trong đó quả báo của nhãn sắc sinh ra chịu sự báo đền này, nên người ngu si ở đời vị lai khổ não tăng thêm. Như vậy qua lại tuần hoàn chẳng dứt, do quả đó nên mọi khổ chẳng đoạn dứt. Vì sao? Vì ở trong luân chuyển chẳng thấy đường ra, chẳng sinh phàm phu ngu si điên đạo, chẳng biết tai nhân duyên vào thanh, cho đến chẳng biết ý nhân duyên vào pháp. Như vậy nói rộng ra như trên, người trí tuệ nên biết, nên hết lòng quan sát kỹ càng mắt này. Mắt là ai vậy? Cái gì chính là mắt? Tìm kiếm nghĩa của mắt và nghĩa chẳng phải mắt. Rồi cứ như vậy tìm kiếm nghĩa của sắc, nghĩa của chẳng phải sắc, cho đến nghĩa và phi nghĩa của nhĩ, thanh, tỷ, hương, thiệt vị, thân, xúc, ý, pháp. Tất cả đều tìm, đều không có đối tượng thấy. Bậc trí tư duy kể như vậy rồi, thì nghĩa của mắt chẳng thấy, chẳng phải nghĩa của mắt, cũng chẳng thấy nghĩa của mắt và phi nghĩa của mắt. Tất cả chẳng thấy, cho đến nghĩa của sắc chẳng thấy, phi nghĩa của sắc cũng chẳng thấy, nghĩa của sắc và phi nghĩa của sắc tất cả chẳng thấy. Như vậy nhĩ thanh tỷ hương thiệt vị thân xúc ý pháp, nghĩa của pháp như vậy chẳng thấy, phi nghĩa của pháp cũng chẳng thấy, nghĩa của pháp, phi nghĩa của pháp cũng lại chẳng thấy. Người tu hành đó chẳng thấy mắt nhãn đã lìa khỏi nghĩa của mắt, cũng là chẳng thấy chính là mắt, chẳng phải là mắt, chẳng thấy là sắc, chẳng thấy lìa khỏi sắc, cũng lại chẳng thấy là sắc, chẳng phải là sắc. Như vậy tai chẳng phải tai, tai chẳng phải tai, tiếng chẳng phải tiếng, tiếng chẳng phải tiếng, mũi chẳng phải mũi, mũi chẳng phải mũi, hương chẳng phải hương, hương chẳng phải hương, lưỡi chẳng phải lưỡi, lưỡi chẳng phải lưỡi, vị chẳng phải vị, vị chẳng phải vị, thân chẳng phải thân, thân chẳng phải thân, xúc chẳng phải xúc, xúc chẳng phải xúc, ý chẳng phải ý, ý chẳng phải ý, pháp chẳng phải pháp, pháp chẳng phải pháp. Lại nữa, mắt chẳng biết, chẳng phải mắt cũng chẳng biết, mắt chẳng phải mắt cũng chẳng biết. Như vậy sắc chẳng biết, chẳng phải sắc cũng chẳng biết, sắc chẳng phải sắc cũng chẳng biết, tai chẳng biết, chẳng phải tai cũng chẳng biết, tai chẳng phải tai cũng chẳng biết, tiếng chẳng biết, chẳng phải tiếng cũng chẳng biết, tiếng chẳng phải tiếng cũng chẳng biết, mũi chẳng biết, chẳng phải mũi cũng chẳng biết, mũi chẳng phải mũi cũng chẳng biết, hương chẳng biết, chẳng phải hương cũng chẳng biết, hương chẳng phải hương cũng chẳng biết, lưỡi chẳng biết, chẳng phải lưỡi cũng chẳng biết, lưỡi chẳng phải lưỡi cũng chẳng biết, vị chẳng biết, chẳng phải vị cũng chẳng biết, chẳng phải vị chẳng phải vị cũng chẳng biết, thân chẳng biết, chẳng phải thân cũng chẳng biết,
Thân chẳng phải thân cũng chẳng biết, xúc chẳng biết chẳng phải xúc cũng chẳng biết, xúc chẳng phải xúc cũng chẳng biết, ý chẳng biết chẳng phải ý cũng chẳng biết, ý chẳng phải ý cũng chẳng biết, pháp chẳng biết chẳng phải pháp cũng chẳng biết, pháp chẳng phải pháp cũng chẳng biết. Như vậy lìa bỏ nhân duyên của mắt thì sắc chẳng sinh ra, sắc chẳng sinh nên lìa khỏi mắt và sắc. Đã lìa khỏi mắt và sắc thì không có ái và cả chẳng ái. Như vậy là lìa khỏi ái và chẳng ái thì ở đâu mà lại có ái? Chẳng ái sinh ra, lìa khỏi ái, chẳng ái nên không hòa hợp, hòa hợp nên hòa hợp không nên gọi là chẳng lắm trước, cũng gọi là không ngăn ngại. Ông nên biết đó là trí không chướng ngại. Sao gọi là trí không chướng ngại? Trí vô ngại là trí là vô lượng mắt của tất cả chúng sinh, chính là nhất thiết trí nhãn. Vô lượng sắc của tất cả chúng sinh chính là nhất thiết trí sắc. Như vậy, mắt của tất cả chúng sinh là nhất thiết trí nhãn, sắc của tất cả chúng sinh là nhất thiết trí sắc. Hai thứ pháp này là một không khác. Đây chẳng phải giác vậy. Như vậy, nhĩ thanh cho đến tỷ hương thiệt vị thân xúc ý pháp tất cả chẳng sinh. Nhân duyên lìa khỏi thì không có ái. Không có ái nên trong pháp chẳng vận hành. Vì pháp chẳng vận hành nên không chướng ngại. Lìa khỏi chướng ngại nên không có nhiễm trước. Không nhiễm trước vậy nên lìa khỏi chướng. Do lìa chướng nên vô trí vô ngại phát sinh. Nhân duyên trí nên vô lượng tâm của tất cả chúng sinh là nhất thiết trí tâm vậy. Vô lượng pháp của tất cả chúng sinh là nhất thiết trí pháp vậy. Như vậy tâm của tất cả chúng sinh là nhất thiết trí tâm. Như vậy pháp của tất cả chúng sinh là nhất thiết trí pháp. Hai thứ pháp này là một không khác. Này đồng tử trí luân, thực hành như vậy trong bát nhã ba la mật là thực hành trong phi tưởng, cũng là thực hành trong phi ly tưởng. Chẳng phải lìa tưởng cũng là chứng trong phi tưởng. Này đồng tử trí luân, đây gọi là tướng bình đẳng trí của tâm tất cả chúng sinh, pháp của tất cả chúng sinh và nhất thiết trí tâm, nhất thiết trí pháp. Bây giờ đồng tự trí luân đại hải biện tam bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp vô sinh là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của Như Lai. Sáu thứ thức này, nghĩa của chúng ra sao? Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân, vô sinh là nhãn thức rộng không, cũng không có vật. Trong ấy tìm kiếm một cái vật cũng không có. Vậy nên chẳng sinh, do chẳng sinh nên rộng không, không có vật. Này đồng tự trí luân, với như hư không xưa nay chẳng sinh ra và chẳng sinh nên không có diệt. Không diệt nên không có vật có thể lìa khỏi, nên gọi là hư không. Như vậy tất cả chúng sinh pháp cũng chẳng sinh nên không diệt. Cũng không lìa khỏi vật nên tất cả chúng sinh pháp giống như hư không, một loại không khác. Này đồng tự trí luân, tất cả chúng sinh pháp giống như hư không, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng động, chẳng loạn, chẳng phải đó, chẳng phải đây, chẳng nhiễm phiền não, chẳng phải lìa tịch diệt. Như vậy, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng động, chẳng loạn, chẳng phải đó, chẳng phải đây, chẳng nhiễm phiền não, chẳng phải tịch diệt lìa, chẳng phải một, chẳng phải khác, hư không như vậy. Này đồng tự trí luân, tất cả chúng sinh pháp, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng phải động, chẳng phải loạn, chẳng phải đó, chẳng phải đây, chẳng nhiễm phiền não, chẳng phải lìa tịch diệt. Như vậy, cái Đức Phật Như Lai quá khứ hiện tại và vị lai chẳng sinh, chẳng phải diệt, chẳng động, chẳng loạn, chẳng phải đó, chẳng phải đây, chẳng nhiễm phiền não, chẳng lìa, chẳng phải lìa tịch diệt. Đây gọi là pháp trụ, cũng gọi là pháp hành. Như như chẳng phải khác, như như chẳng phải chẳng khác, như như sáng rỡ thường trụ, không có dời động, đồng một pháp giới. Bây giờ đồng tử trí luân đại hải biện tam bạch Phật, bạch Thế Tôn, bao nhiêu Đức Như Lai đã trải qua ở đời. Đức Phật bảo đồng tử trí luân, nhiều như các sông Hằng. Bồ Tát Trí Luân lại hỏi, bao nhiêu Đức Như Lai sẽ lại sanh ra? Đức Phật đáp, này Trí Luân, nhiều như các sông Hằng. Bồ Tát Trí Luân lại hỏi, bao nhiêu Đức Như Lai hiện đang nói pháp? Đức Phật đáp, này đồng tử trí luân, cũng nhiều như các sông Hằng. Đồng tử trí luân một lần nữa bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai quá khứ đã vào niết bàn thì thật khó nhìn thấy trở lại. Các Đức Phật vị lai chưa xuất hiện ở thế gian, chẳng thể dự kiến. Thế Tôn hiện tại chánh trụ giáo hóa chưa vào niết bàn
Cái Đức Phật đó như như chẳng phải khác như như, chẳng phải chẳng khác như như, thường hằng thường thường trụ, chẳng phải chẳng khác pháp. Ý nghĩa vấn đề ấy ra sao? Nghe hỏi vậy rồi Đức Phật đáp: Này Trí Luân, ông nên biết, lời nói như vậy chính là pháp thế gian chẳng phải đệ nhất nghĩa. Trong pháp chân như có lời nói đó cũng chẳng phải lời nói có thể hiểu biết, chính là sự hiểu biết của trí lực Đức Phật. Này đồng tử Trí Luân, đây gọi là Phật trí, sao gọi là lực trí? Như tất cả chúng sinh bình đẳng nên tất cả pháp bình đẳng, tất cả pháp bình đẳng nên tất cả chúng sinh bình đẳng, như như chẳng khác như như, chẳng phải chẳng khác như như, đây gọi là Đại Bồ Tát đệ nhất Như Lai lực. Nhân duyên lực đó nên xứ phi xứ đều biết đúng như thật, sao gọi là thị xứ phi xứ? Xứ có nhân duyên thì đây gọi là xứ, lìa khỏi nhân duyên thì đó gọi là phi xứ. Lại nữa này đồng tử Trí Luân, ý ông thế nào? Như đời quá khứ đều đã tận diệt, chẳng thể được thấy, chẳng thể được biết. Chúng sinh quá khứ tạo ra ba hạnh nghiệp thì cũng lại quá khứ là có hay không? Đồng tử Trí Luân đáp lời Đức Phật: Thưa có. Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân: Ý ông thế nào? Trong đời vị lai, các pháp chưa sinh, chẳng thể được thấy, chẳng thể được biết, không có một vật trong đời vị lai đó, ba hạnh nghiệp của chúng sinh có hay không? Đồng tử Trí Luân đáp lời Đức Phật: Thưa có. Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân: Ý ông thế nào? Trong đời hiện tại, hiện có chúng sinh có thể thấy, có thể biết ba nghiệp hạnh kia, chúng sinh có không? Đồng tử Trí Luân đáp lời Đức Phật: Thưa có. Đức Phật bảo Bồ Tát Trí Luân: Sao gọi là có? Đồng tử Trí Luân đáp: Bạch Thế Tôn, đời quá khứ tuy lại diệt rồi, nhưng ba nghiệp hạnh của các chúng sinh đã tạo chẳng mất. Lại nữa, vị lai tuy lại chưa có, chưa sinh, chưa thấy, chẳng hiểu, chẳng biết. Do nhân duyên nên trong đời vị lai có ba nghiệp hạnh. Đời hiện tại hôm nay, do nhân duyên khởi nên chúng sinh sinh ra, tạo tác ba nghiệp. Như vậy đủ loại hữu và các nghiệp hạnh. Đức Phật bảo đúng vậy là đồng tử Trí Luân. Trong đời quá khứ có nhất thiết chủng trí nên có Phật quá khứ. Trong đời vị lai có nhất thiết chủng trí nên có Phật vị lai. Trong đời hiện tại có các nhân duyên của nhất thiết chủng trí nên có Phật hiện tại. Lại nữa, sao gọi là thị xứ phi xứ? Lìa khỏi sự nương tựa nên không xứ phi xứ. Đức Phật nói rằng: Này đồng tử Trí Luân, ý ông thế nào? Như hư không quá khứ đều tận diệt, không quá khứ khác quá khứ. Đồng tử Trí Luân đáp: Chẳng phải vậy, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì lìa khỏi sự nương tựa nên hư không quá xứ, quá khứ là phi xứ. Phi xứ tận, chẳng tịnh, chẳng khác, chẳng động, chẳng pháp động, pháp chẳng động. Đức Phật nói: Này đồng tử Trí Luân, ý ông thế nào? Như hư không vị lai, chưa sinh, chưa nhìn, chẳng thấy, chẳng ghi nhận. Đồng tử Trí Luân đáp: Chẳng vậy, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì lìa khỏi sự nương tựa như vậy nên thị xứ phi xứ, vị lai chẳng khác quá khứ, chẳng động, pháp chẳng động. Như vậy hư không hiện tại chẳng tận, chẳng khác, chẳng diệt, chẳng động, pháp chẳng động. Này đồng tử Trí Luân, như vậy cái Đức Phật Như Lai quá khứ chẳng nương tựa nên chẳng tận, chẳng đi, chẳng khác, chẳng diệt, chẳng động, pháp chẳng động. Như vậy các Đức Phật Như Lai vị lai chẳng nương tựa nên chưa sinh chưa có, cũng chẳng phải nương nhau hòa hợp mà có, chẳng phải chỗ khác có, chẳng phải động, chẳng phải pháp động. Như vậy các Đức Phật Như Lai hiện tại trụ ở hạnh chân thật, lý đạt thấy thường thường trụ, chẳng động, thị xứ phi xứ, chư Phật Như Lai đều biết như thật. Này đồng tử Trí Luân, Đại Bồ Tát nên biết đây gọi là đệ nhất xứ lực của chư Phật, nhân duyên lực đó mà trí Phật đã thông đạt. Đồng tử Trí Luân lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả thế gian không có thể tin việc này của Như Lai. Lại nữa, chủng trí của Phật giống như hư không, một loại không khác, chẳng sinh, chẳng già, chẳng chết, chẳng loạn, chẳng phải vị lai sinh, chẳng phải phiền não, chẳng phải tịch diệt. Trong thể tính chân thật của pháp giới thì trụ ở như như bình đẳng, pháp như vậy, Phật chuyển pháp luân, thế các chúng sinh sinh già bệnh chết, chỗ sinh kia phiền não tịch diệt, nghiệp nhân nghiệp quả. Nghe hỏi điều đó rồi Đức Phật đáp: Đúng vậy, đúng vậy. Này đồng tử Trí Luân,
Tất cả thế gian không có thể tin, quả thật khó tin trong vấn đề này, chỉ riêng một mình Như Lai chứng biết. Lại nữa, các vị Đại Bồ Tát chẳng thoái chuyển, đã từng ở chỗ vô lượng Đức Phật quá khứ gieo trồng mọi gốc đức mới có thể tin điều này. Lại đồng tự trí luân, chỗ này như vậy là rất khó tin. Nếu có Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác là giác ngộ Như Lai trí, tự tại trí, bất khả tư nghị trí, bất khả lượng trí, vô đẳng đẳng trí, bất khả số trí, a tăng kỳ trí, đại trí, phật trí, nhất thiết chuẩn trí, thì là đồng tự trí luân. Đây gọi là tất cả thế gian chỉ thật tin như hư không, không có khác của Như Lai. Tất cả chúng sinh, tất cả pháp, Như Lai nói pháp và chuyển pháp luân, nói về có sinh trong vấn đề ấy cũng không có sự sinh có thể nói. Nói về việc già cũng không có già, nói về việc tai họa cũng không có tai họa, nói về việc chết cũng không có chết, nói về việc lậu cũng không có lậu, nói chẳng phải sinh đó thì việc chẳng phải sinh đó cũng lại là không. Nói nhiễm phiền não thì việc nhiễm cũng không, nói về tịch diệt thì tịch diệt cũng không, nói về niết bàn thì cũng không có chúng sinh nào niết bàn. Này đồng tử trí luân, đây là Như Lai mà tất cả thế gian không thể tin, khó tin. Tất cả chúng sinh vốn không có danh, chỉ giả danh mà nói, vốn không ngôn ngữ, chỉ giả vờ, chỉ giả lời để nói, vốn không văn tự, chỉ giả lập văn tự thôi. Vì sao? Vì nhờ văn tự câu nói mà tất cả thế gian đủ thứ sai biệt đều có thể được biết vậy. Lại đồng tự trí luân, danh tự các câu cú của tất cả pháp đó, tất cả trước không có, nay giả nói có. Lại đồng tự trí luân, pháp luân của Như Lai cũng là như vậy, trước không nay có. Lại đồng tự trí luân, các Đức Phật Như Lai chuyển đến pháp luân vì hai nhân duyên sự việc lớn lao nên chuyển. Những gì là hai nhân duyên sự việc lớn lao? Khi Như Lai Thế Tôn chuyển pháp luân thì một là tăng thêm chúng sinh, hai là tăng thêm pháp. Này đồng tự trí luân, ý ông thế nào? Chúng sinh có sinh ra, điều này có thể nói chăng? Đồng tự trí luân đáp, chẳng phải vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật là bảo đồng tự trí luân, ý ông thế nào? Nếu các chúng sinh là chẳng thể sinh thì pháp là có thể sinh, có nói được chăng? Đồng tự trí luân đáp, chẳng phải vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo đồng tự trí luân, tưởng chúng sinh lìa khỏi nhân duyên thì tướng chúng sinh cũng chẳng phải sinh. Tướng chúng sinh chẳng phải sinh nên tất cả pháp, tất cả tướng pháp cũng lại chẳng sinh. Pháp chẳng sinh này gọi là nhất thiết trí. Do lực của nhất thiết trí tuệ đó đã nghe đến danh hiệu Tất Cả Như Lai rồi, tam thiên đại thiên thế giới này chấn động sáu cách. Đang khi đó cõi nước của tất cả chư Phật mười phương đều chấn động. Như vậy ở trong chúng của cái thế giới Đức Phật xuất hiện hoa sen lớn, mỗi mối đều che khắp. Này đồng tự trí luân, vô lượng mắt của tất cả chúng sinh như vậy là nhất thiết trí nhãn, vô lượng sắc của tất cả chúng sinh như vậy là nhất thiết trí sắc. Như vậy tất cả mắt của chúng sinh là nhất thiết trí nhãn, như vậy sắc của tất cả chúng sinh là nhất thiết trí sắc. Hai thứ này ông nên biết là một chẳng phải hai. Pháp giới như vậy là tất cả chúng sinh thọ, tất cả chúng sinh tưởng, tất cả chúng sinh hành, tất cả chúng sinh thức, tất cả chúng sinh danh. Danh này là danh Như Lai. Vô lượng sắc của tất cả chúng sinh nhập vào sắc ấm gọi là Như Lai sắc. Sắc này gọi là nhất thiết trí, cũng gọi là nhất thiết kiến, cũng gọi là nhất thiết thức, nhất thiết trí. Vậy nên nhất thiết chủng trí chẳng chấp tướng của trí, cũng chẳng chấp trước trí. Đó gọi là nhất thiết trí, cũng gọi là nhất thiết thức, cũng gọi là nhất thiết kiến Phật nhãn. Như vậy thấy tất cả sắc cũng chẳng chấp dự tướng, mắt ta có thể thấy điều đó. Sắc như vậy cho đến tâm, pháp, thức cũng như vậy. Như Lai chẳng giác khởi, đó là niệm, đó chẳng phải là tức, chẳng nghĩ, nghĩ như vậy, chính là thức của ta. Vì sao? Vì nhãn chẳng phải thấy rõ, sắc chẳng phải biết, cũng chẳng phải biết sự việc, cho đến chẳng phải biết tâm, chẳng phải biết pháp. Tất cả việc thấy mắt, thấy của mắt là Như Lai thấy, tất cả thấy là nhất thiết trí thấy. Tất cả tiếng vang trong ứng trong tai là tất cả tiếng nghe. Tất cả hơi xông trong mũi là tất cả hương ngửi. Tất cả vị nếm trong lưỡi là tất cả vị biết. Tất cả xúc chạm trong thân là tất cả cảm giác. Tất cả thức duyên trong ý là tất cả pháp có được.
Lại nữa Như Lai nghĩ như vậy, tất cả các sắc trong mắt đều thấy, tất cả các tiếng trong mắt đều nghe, tất cả các hương trong mắt đều ngửi, tất cả các vị trong mắt đều nếm, tất cả các xúc trong mắt đều nhận biết, tất cả các pháp trong mắt đều duyên theo. Như vậy này Trí Luân, trong tâm của Như Lai, tất cả sắc thấy, tất cả tiếng nghe, tất cả hương ngửi, tất cả vị nếm, tất cả xúc giác, tất cả pháp duyên, tất cả chúng sinh thuận, nhất thiết chủng trí có thể tạo tác nhân duyên trí như vậy. Lại đồng từ Trí Luân, phương tiện như vậy ông nên biết, Như Lai cũng là nhất thiết trí, cũng là nhất thiết trí kiến, cũng là nhất thiết trí thức. Bây giờ đồng từ Trí Luân đại hải biện tài bạch Phật, bạch Thế Tôn, như con hiểu được nghĩa lý trong lời nói của Đức Phật, mắt cũng nhất thiết chủng trí của Như Lai, sắc cũng nhất thiết chủng trí của Như Lai. Như vậy nhĩ thanh tỷ hương thiệt vị thân xúc ý pháp cũng đều là nhất thiết chủng trí của Như Lai. Vậy nên Như Lai là nhất thiết thức, nhất thiết kiến, nhất thiết trí. Bây giờ Đức Phật Bà Đồng Tử Trước Lâu Đại Biện Tài, này Thị Nam, ông thấy những gì là nhân duyên, nhất thiết thân của Như Lai, nhất thiết trí, nhất pháp trí bình đẳng. Đó là nhãn trí, nhãn phiền não trí, nhãn tịch diệt trí, nhãn phiền não tịch diệt trí, nhĩ phiền não trí, nhĩ tịch diệt trí, nhĩ phiền não tịch diệt trí, tỷ trí, tỷ phiền não trí, tỷ tịch diệt trí, tỷ phiền não tịch diệt trí, thiệt trí, thiệt phiền não trí, thiệt tịch diệt trí, phiền não, thiệt phiền não tịch diệt trí, thân trí, thân phiền não trí, thân tịch diệt trí, thân phiền não tịch diệt trí, ý trí, ý phiền não trí, ý tịch diệt trí, ý phiền não tịch diệt trí của Đại Bồ Tát và tất cả chúng sinh. Đức Phật nói cái này rồi, tất cả các tỳ kheo, tất cả Bồ Tát, trời người Atula, cả các bà, tất cả đại chúng, nghe Đức Phật nói pháp, hoan hỷ phụng hành, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả để tất cả chúng sanh được trở thành Phật đạo.